Rồi, hello chào cả nhà nha. Lâu lắm mà mình không có ra clip các bạn ơi. Rồi, cái này vô công việc làm mình không có ra clip nữa. Mà mình cũng thông báo cho tất cả các bạn biết nha. Cái kênh YouTube chính của mình đó đã bị mất nha cả nhà. Cả nhà có ủng hộ mình đó thì vô những cái kênh YouTube phụ nha. Kênh YouTube phụ của mình mới được 200 mấy sub nha cả nhà. Các bạn vô đăng ký ủng hộ mình lại nha. Bữa nay mình mới ra clip quay lại clip mới nha. Thì mình mới đăng lên được có mấy clip rồi các bạn ơi. Rồi mình chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui tươi và tràn đủ phúc nha. Mình bữa nay mình đi với mấy đứa nhỏ nè. Nhất. Nè. Hello cô chú. Hello cô chú. Hello cô chú. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây mình đi thăm lưới nha. Mình đi thăm lưới không phải mình đi giăng lưới với mình đi xịt cái có nha. Cũng lâu rồi mình không có ra clip lại các bạn. Thì các bạn nhớ vô đón xem mà theo dõi mình lại nha. Mình cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đi thay giăng lưới có không? Đây, mình giăng lưới dưới cái khu này đi. Kìa chú ở đó có một chắc con vậy chú. Nãy kêu nó đòi phẳng phóng xuống luôn. Đó, nó đi theo. Cha con đang giăng lưới nha cô chú. Mình xuống nhóc mình cưa chứ. Sáng nó sẽ nở ra rất là đẹp luôn. Cái chơi của chú ơi. Cái gô phê nha. Ôi chà bá luôn. Cái gô nữa kìa. Nè, có cái gô kìa bà. Lưới này tối mình đi thăm á cha. Không mà để tới sáng lại chết queo.
ơi, nãy xem xin nó xảy nè. Thôi nè. Rồi, nãy cha con rất kịp đó cô. Thôi là nó xảy nữa đó. Ôi, được hai em cái vô kia. Trời ơi cô chú. Ôi đây nè, ba con cá rô phi rồi đó. Ủa, con này chà bá, con này bự nhất con nè. Ôi nó bự nè. Nó bự cô chú ơi. Ba con cá rô phi chà bá luôn rồi. Màu vàng nữa. Một em rô phi nữa. Đây. Em nữa nè. Bữa nay rô phi nhóc luôn cô chú, không có cái lóc mà có cái rô phi cũng được rồi. Đây. Một em cá rô nữa. Chà bá luôn. Ôi ôi, sao nó khiến với con gì chứ kìa. Nãy giờ 3-4 con cá rô phi chà bá luôn á. Trong đây nè. Hồi nãy xếp được con kia nó xảy rồi chà bá luôn. Xảy hả? Không chưa. Xém hà. Ủa cá rô khiến kìa chứ. Mắt nó đâu ta? Da nó đau quá, nó có gai. Thôi. Máu. Xong đâu, để hai ông lại con tin nha. Hai con cá nữa cô chú. Ở đây đi. Bên đó còn cái lưới chưa cuốn á. Thấy rồi. Hai cháu hai cá nè. Đúng trơn rồi. Bên đó có cái lưới chưa có cuốn. Đứng lại đó. Đứng đó. Ý cái thằng đó đó. Nó chưa lưới chưa cuốn mà không nghe. Nè, dính cái nè. Gớm không? Cục thỉnh cái nè. Nè, dính nè. Phóng cái này cái nè. Dính vô tôi lưới hết trơn luôn. Con lên các bạn. Kìa cái con tức nè. Đây là mới 12 giờ sao? Mấy giờ? 12 giờ 52. 2 giờ. 12. Ô mới 12 giờ luôn á. Ôi ôi. Cái goofy nhỏ. Cái goofy đó nha cô chú. Đây là con cá goofy à. Cái goofy à. Đừng có dãy, đừng có dãy. Đây em cái con kiếm. Ủa con này nhỏ cha, sao cha em thả đi cha? Chiều ruột luôn thả chị. Ruột ăn được hả? Ừ. Ở cái miệng của nó nè cô chú. Cái miệng của nó đây kỳ nha. Nó có găng nữa nè. Đúng rồi, con này cái con kiếm. Xong rồi cha. Thay đồ đi. Thay đồ.
Đang lựa cá lô kiến ra đi, mình sẽ quay hàng quả các bạn xem. Lô kiến nhiều lắm, nhiều. Hôm nay có lô kiến quá nhiều các bạn ơi. Cá ngon. Ngày lâu mình không có đi quay được nữa, mình đi làm á. Cái bữa nay mình mới về, mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Thế hồi mình lựa cái gô ra mình phân biệt ra riêng nha, nha. Cái gô còn nó hết, còn bự nữa đó nha. Quay luôn, nè, cái gô nè, ok. Tiếng mung luôn nha các bạn. Con phi nè, con bự nè. Còn con phi bự. Quả tư, cả tư bắt đâu mình nhiều vậy? Đây, cái gô nè. Cái này có gô đây nha. Cái con phi nãy tự chảy máu luôn. Con này có sạch không cả nhà? Có sạch nhiều quá. Thầy làm đời đi nước rồi đó hả? Mỗi lần lâm đi trời đó. Con cá này còn bỏ đâu? Em đi uống ăn cái gì? Không xanh. Này quay sáng mình đi làm nữa rồi, cá này còn ăn được có mấy ngày cả nhà. Cá bự bự không các bạn. Ăn cho nó đi để sáng đi làm. Nãy con cái lóc mà. Nãy nó lọc vô cho cái thùng nước axit á. Đây. Bự không? Cái lóc con. Cái lóc con đó. Cái này cá sặc nha cả nhà. Dám chảy dưới đây nữa, đi lấy lượt chảy dưới đây. Cái này sao mà khô vậy? Ăn gì hết. Thôi mình cũng xin kết thúc clip luôn cả nhà. Chào tạm biệt cô chú. Ừ. Chào tạm biệt cô chú. Hẹn vô các chú. Thôi mình xin kết thúc clip nha. Các bạn có thương yêu mình thì qua bên cái kênh 200 mấy chục sub của mình nha cả nhà. Thôi mình xin kết thúc luôn nha.